treo xe làm gì anh treo? Xe này chỉnh lại cái đèn nữa giao khách anh. Hả? Xe này chỉnh lại cái đèn nữa giao khách anh. Bán rồi á? Bán rồi. Vì mà anh mới đi có 2 ngày mà nhà bán xe này luôn rồi. Anh lên rồi họ nói là xe này ok thì à. Máy nổ ngon. Rồi khách lên khách coi rồi chạy thử hay sao? Hay là cọc qua mạng hay như thế nào? Này cũng không nắm được á. À. Rồi, bây giờ là kiểm tra hết toàn bộ. Đúng rồi, có nghĩa là mình đi kiểm định là cho khách. À, kiểm định mới luôn hả? Kiểm định mới là cho khách. Ok vậy, nhìn cái xe cùi mà kiểm định được luôn hả? Năm anh. Hả? Được năm luôn hả? À, đến tháng 10 năm 24 rồi. À. Nhìn xe cùi mà ghê nha. Kiểm định 1 năm. Vậy là chính thức là xe này đã bán nha anh chị nha. Rồi anh Chiêu ơi. Cái xe kia xong mang lên trên. Cái xe đó cũng khách cũng chốt rồi anh. Chốt luôn. Chốt luôn qua rồi anh. Khách chốt qua rồi thì cũng lấy về đi chơi tối qua rồi. À lấy về rồi. Rồi lên đây làm gì nữa? Hôm nay là tới để ký giấy. À ký giấy mình thay nhớt cả số khung số máy cho khách. Rồi qua rồi khách lên rồi coi như là có chạy thử không? Có thích gì không? Thì khách lên khách cũng đi thử. Rồi khách cũng có mang thợ theo. Thợ này thợ điện á, cầm máy test đồ theo. Test thử coi cái lỗi lịch sử của xe mình là nó hay những cái gì. Ý là người ta mua những cái xe người ta sợ đúng không? Đúng rồi. Mấy cái dòng xe thông thường thì không ấy, nhưng mà dòng xe này thì ngán nữa. Nhưng mà có cái test xong thì có phản hồi gì không? Thì test xong thì theo người thợ test, cầm máy test lên thì báo những cái lỗi lịch sử, ví dụ như là mấy cái thay máy phát, có gì thay máy phát, làm lại, thay bóng đèn. À, nó hiện lên luôn. Thì những cái dòng này thì tất nhiên là cái máy thông thường của mình thì mình test thì nó cái lỗi lịch sử nó cũng không có xóa như mà vô hãng được. Vô hãng thì có thể là nó xóa sạch. Nhưng mà xe cũ mà thì mấy cái đó thì nó chuyện bình thường. Quan trọng là test rồi coi như nó như thế nào thôi. Thì có nghĩa là test xong thì anh thợ với anh khách cũng trao đổi. Thì người ta nói là có nghĩa là cái những cái lỗi thông thường thì cho nên người ta chốt xe. Là coi như là nay giờ làm gì nữa đây? Nói giờ là chỉ có thay nhớt với cả số máy. À có nhiều khách hàng người ta hỏi á là cái xe này á là cái bánh sơ cua nằm đâu mà không thấy. À, cái dòng này thì cái bánh xe cua nó cho đúng là nó cũng rất là đặc biệt. À, mình cũng chưa có tìm hiểu nhưng mà có cái là có gì đặc biệt của cái bánh xe cua của xe này. Xe cua này cũng rất là đặc biệt. Nói chung là nó đó. Cái này là cái hầm máy của bánh xe cua nha anh chị. Đó. Cái gì? Bánh xe cua xẹp lép rồi chạy vậy? Sao không bơm lên cho khách đi bánh xe cua mai mốt rồi lỡ xì rồi làm sao? Cái dòng này thì cái nhà sản xuất nó thiết kế cái bánh loại này anh. Có nghĩa là giờ nếu anh bơm căng lên không thể nào anh để trong cái khoang này được. À. Nó bơm căng lên nó rất là lớn. Rồi nó xì rồi sao, nó ráp vô rồi sao chạy? Không lẽ mang có bơm theo bơm tay à? Đúng không. Nó có cái máy đặc thù của nó. Có máy bơm đặc chủng có theo xe để bơm có luôn. Cho những cái bơm cho nó. Sao độc vậy? À. Đây. Đây là cái máy bơm để mà dùng để bơm cho bơm vỏ dự phòng. À đây nè, cái trong này đó. Đó cái máy bơm. À máy bơm theo xe. Máy bơm theo xe luôn. Bơm theo xe này cắm lên cái chỗ mà cái công tắc mọi thuốc á. Cái này có ai biết không? Tất nhiên là có biết á. Biết có nghĩa là mình biết cái này là để sử dụng cho nó. Nhưng mà nói chung là gắn vô cái dòng này gắn vô mà bơm lên nó cũng... nếu mà phải làm hiểu nó gắn lên chứ nó cũng hơi cực, hơi căng phải không? Nhưng hơi mà cực. Cái này bơm rin theo xe, bơm rin theo xe. Như... chưa ai biết chứ nếu biết chắc mất rồi đó. À, có nghĩa là cái xe này lúc mà bên mình mua về thì cũng có kiểm tra, và mình cũng thấy nó là nó có bơm rồi đúng không? Bơm. Đồ nghề này đầy đủ hết. Tắc gơi đây nó cũng có những tắc gơi để mình thay cái giò bánh này vô nè, nó có tắc gơi riêng luôn. Riêng luôn. Nó có dòng tắc gơi riêng của nó tại bánh của mình là bánh mâm. Còn đặc biệt là thằng này là nó qua bánh sắt. Đúng rồi, toàn là đồ xịn không? Bánh sắt đâm ra con tắc gơi nó ngắn hơn chút xíu. Mấy cái này là đồ xịn không? Tắc gơi nó ngắn hơn chút xíu. Này mất là kiếm không ra, không có cái thứ hai. Cho nên là những cái xe này là khách mình mua từ khách sử dụng. Chứ là mới còn được những cái này. Chứ không là, về là mất hết. Mua mà mua của lái hay là mua chắc ra làm gì còn lụm hết này. Nói chung là thời gian có hạn chứ không là tôi để trong bơm lên cho mọi người cùng biết luôn. Mà thôi, thay nhớt mới, cả số khung số máy. Rồi, ok, vậy đi. Xe của bên em á, thì hôm nay là về cũng rất là nhiều xe. Cho nên là anh chị đang cần cái xe gì thì cứ liên hệ cho anh em ha. Hoặc là anh chị cứ đến ngay số 900 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Tân, thành phố Hồ Chí Minh để được xem xe và trải nghiệm thực tế.
Còn riêng hôm nay thì tiếp tục là em sẽ quay cho anh chị thêm một cái mẫu xe cũng là mới về luôn. Đây là một cái dòng xe nhỏ gọn nha anh chị nha, tiết kiệm nhiên liệu, là một cái dòng xe Kia Morning. Bản này là bản SI, bản đủ nha anh chị. Bản đủ thì nó có rất là nhiều thứ trên cái xe, ví dụ như là mâm nè, là mâm đúc riêng theo xe nè. Thứ hai là sẽ có là xi nhan gương, gập gương nè. Cái thứ ba là cái đèn. Cái đèn này là sẽ là đèn bi và có một cái dãy led bên dưới là định vị ban ngày. Thêm cái nữa là sẽ có là bi gập. Và cái xe này thì nước sơn là nước sơn màu đỏ ha, đi nó rất là nổi. Anh chị nào mà đang tìm những cái dòng xe mà nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, che mưa che nắng, chở con cái đi học, đi làm thuận tiện ha, thì có thể là chọn những cái mẫu xe như thế này để về mình đi. Với cái giá tiền chỉ có loanh quanh hơn 200 triệu một chút xíu thôi là có một chiếc xe này. Và dòng này là đời rất là cao, đời 2016. Cái đăng kiểm của chiếc xe này đến tháng 10 năm 25, rất là dài. Khi mà anh chị mua cái chiếc xe này ha, là 2 năm nữa thì anh chị cứ phải đi đăng kiểm. Đó, rất là lợi thế cho anh chị ha. Và xe này thì bên em đang bán với giá là 235 triệu là anh chị sẽ có một cái mẫu xe Kia Morning SI đời 2016, máy 1.2, nhỏ gọn, 5 chỗ ngồi, đi gia đình thì phải nói là không trêu đâu được. Và thêm một cái nữa là cái dòng này nha anh chị, là máy móc. Máy móc của dòng Kia Hàn Quốc này thì được có cái là rất là bền. Và thứ hai là bảo dưỡng cũng khá là đơn giản, đồ đạc thay thế cũng nhiều nữa. Cho nên là khi mà anh chị dùng cái xe này là yên tâm về chất lượng ha. Ví dụ như sau này đèn này cũng là đèn led luôn nè anh chị. Đèn led nè, bên dưới. Và biển số của chiếc xe này là biển số 51 thành phố Hồ Chí Minh SI. Bên em thứ nhất là sẽ bao rút hồ sơ cho anh chị, cứ yên tâm, sẽ là mâm đúc riêng theo xe này. Vỏ xe thì cũng còn khá là ok anh chị ha. Vỏ này thì nếu mà anh chị mà đi gia đình thì cũng xài khoảng chừng là 1 năm nữa thì mới phải là thay vỏ. Còn cái nước sơn bên ngoài thì anh chị thấy không? Nước sơn là màu đỏ, nhưng mà có cái là mình thùng rất là thẳng luôn. Và nước sơn là vì bên em đã kiểm tra, và có chỗ nào mà xấu chày xước thì bên em đã làm hết rồi, đánh bóng lên rồi, thì anh chị chỉ có việc và đi thôi. Còn những chiếc xe này thì nước sơn là sơn dặm là nhiều rồi nha anh chị nha, chứ không phải là nước sơn zin 100%. Còn về bên trong thì đây là một cái dòng xe 5 chỗ nhỏ gọn ha. Anh chị thấy cái hàng ghế không, bên trong ha, thì ngồi nó cũng là được thôi, chứ còn mà rộng như những cái dòng xe sedan thì không được. Nhưng mà có cái là ngồi cũng thoải mái, đi lòng vòng đi làm thì khá là ok. Nói chung là chở con cái đi học thì không chê vào đâu được, che nắng che mưa. Này, tắp bi nè. Đây là một cái dòng xe gia đình nha anh chị nha. Kiển lên xuống. Những cái xe mà đời cao như thế này thì anh chị yên tâm. Những cái chức năng của nó, thứ hai là cái xe này đã có dán 3M hết rồi. Còn cái keo chỉ ha, thì cho anh chị xem luôn. Keo chỉ là nguyên bản ha. Đây, cánh cửa này. Cánh cửa này anh chị ha. Đó, anh chị nhìn cái phần tắp bi cửa này, rất là sắc nét ha. Đây là chủ trước đi cũng khá là kỹ, cho nên là cái tắp bi này còn rất là đẹp. Và kiến nè, dán 3M hết rồi. Còn cái keo chỉ của cánh cửa này thì anh chị nhìn ha. Bên em sẽ cam kết ha, xe sẽ không ngập nước. Còn xước xác linh tinh thì bên em cũng có xử lý và làm. Này, máy ốc này, nhìn ha, rất là liền luôn ha. Còn ngồi cái hàng ghế phụ này, ghế phụ này thì ngồi cũng khá là thoải mái luôn. Này mà hai vợ chồng ha, hai người con là mua chiếc xe này rồi về cái vừa đi làm, cái là sau đó là thích đi chơi đâu đó là leo lên xe chạy thôi. Tại vì cái dòng này là máy có 1.2 à, cho nên là mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này chỉ có rơi vào khoảng là 5 lít cho đến 6 lít trên 100 cây thôi. Còn anh chị mà đi đường trường ha, chỉ khoảng là 4 lít thôi. Cho nên là rất là lợi. Đổ chừng lấy 500 ngàn xăng là anh chị chạy muốn mệt luôn. Màn hình giải trí đầy đủ hết, điều hòa ô tô tự động nè, đèn cũng ô tô luôn. Và dòng này thì trang bị là một túi khí nha anh chị, vô lăng thì tích hợp vô lăng trợ lực nè, rất là nhẹ nhàng luôn. Thêm cái nữa là sẽ có là hai cái lốc khóa theo xe nha. Xe thì trang bị là hộp số sàn, nói chung là nội thất còn rất là tươi và đẹp. Tiếp tục, bây giờ mời anh chị ra phía sau, mình sẽ coi phần cốp. Thì cái dòng xe này thì anh chị cũng biết rồi, nó là một cái dòng xe hatchback nhỏ gọn, cho nên là cái cốp này nè, nó cũng là được thôi nha anh chị nha, chứ là không có rộng lắm. Nhưng mà có cái là mình đi gia đình vòng vòng thì ok, còn đi xa thì nó hơi bất tiện chút xíu là để không có được nhiều vali. Này, nhưng mà lợi thế của những cái dòng xe nhỏ gọn này thì luồn lách
Nói chung là tất cả cung đường mình luồn lách được hết. Bánh sư cua đồ nghề đầy đủ hơn chị, bọng sàn sáng chân. Này còn keo chị của cái phía đằng sau này thì anh chị nhìn đây ha. Đinh tán đinh bon nhà sản xuất, mấy ốc này là chưa có dấu tháo luôn anh chị nha. Như bên này cũng vậy. Đó, ốc này là chưa có ra luôn. Đó, keo chị đậu. Rồi tiếp tục. Mời anh chị đi qua cánh cửa bên này. Mình sẽ xem luôn ha. Đó, xem keo chị thì xem hết luôn. Keo chị này đủ nè. Tắp bi anh chị thấy mấy cánh cửa không? Rồi bây giờ em sẽ ngồi vô trong này coi phía sau này coi nó như thế nào. Thì nói chung là như những cái dòng mà xe sedan kia thì ngồi á, thì nó sẽ thoải mái và đi xa nó sẽ khỏe. Nhưng mà những cái dòng xe này á, thì nó hơi túng hơn. Nó như em ngồi thì nó cũng còn thôi, nhưng mà quá đi xa nó cũng, nếu mà đi 100-200 cây số thì nó cũng hơi mệt chút xíu. Nhưng mà có cái là vì cái dòng xe này nó là như vậy, tiết kiệm nhiên liệu, nhỏ gọn mà, cho nên là nếu mà nhà mình mà thích những cái dòng xe nhỏ này thì có thể là chọn, còn không thì mình lên cứ trải nghiệm đó. Rồi sau đó nếu mà không thích thì mình có thể là chọn những cái mẫu xe dài ha, là tùy cái mỗi cái cá nhân mình sẽ chọn như một chiếc xe. Đây còn cái cánh cửa này là cánh cửa xài nhiều nhất nè anh chị nè. Đó tắp bi anh chị nhìn ha, tắp bi nè, mấy cái phím bấm nè. Đây và xe sẽ có là xi nhan gương, gập gương nha, giờ em gập gương cho anh chị xem. Đó, gập gương, nhìn gương. Tiếp tục bây giờ em sẽ mở cho anh chị xem là cái phần máy. Đó, cho anh chị mình coi phần máy. Đó, máy nó rất là nhỏ cho nên là nổ rất là êm, khi mà đóng capo lại là không nghe tiếng máy luôn nha anh chị. Còn máy móc thì bên em sẽ là bảo dưỡng và thay nhớt mới hoàn toàn cho anh chị. Anh chị cứ yên tâm. Còn về phần đầu xe cũng vậy. Đây, như ốc capo này chưa có dấu tháo ha. Còn tất nhiên là keo chị là đủ hết. Máy móc gầm bệ là bên em đã kiểm tra và coi như là thay nhớt mới. Nói chung là tất tần tật luôn. Anh chị chỉ có việc về và đi thôi. Với cái xe này thì Kia Morning SI đời 2016 giá là 235 triệu. Đó, anh chị nào mà đang cần những cái dòng xe này thì có thể là nhấc máy alo liền cho bên em ha. Chứ còn những cái dòng xe mà bên em thì có rất là nhiều. Riêng cái dòng mà Kia này á thì bên em phải có là 5-6 chiếc lận. Anh chị mà không có hợp, thích hợp màu đỏ này thì bên em sẽ có là màu trắng với màu bạc nha. Anh chị nào mà đang cần xe thì hãy liên hệ liền cho em. Thôi em cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.